có lợi ích nhóm không? Đây là vấn đề mà trong phần bào chữa trước đó, các luật sư đã nêu ra và yêu cầu Viện Kiểm sát đối đáp. Về nhận định này, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Vũ Đức Thuận và Trịnh Xuân Thanh đều được cất nhắc và bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí. Trong khi Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí không có khả năng nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn chỉ định Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí làm tổng thầu rồi cấp tiền tạm ứng tiền để các bị cáo trên sử dụng trái mục đích. Viện Kiểm sát đặt câu hỏi, phải chăng bị cáo Đinh La Thăng đã nhắm tới dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí làm tổng thầu? Đó chính là lợi ích nhóm. Về nhận định của Viện Kiểm sát rằng các bị cáo không thành khẩn khai báo, quan co, chối tội, mà các luật sư khẳng định các bị cáo đã thành khẩn khai báo, Viện Kiểm sát cho rằng cần tách bạch hai vấn đề, quyền của bị cáo theo tố tụng và nhận định, đánh giá của cơ quan tố tụng đối với hành vi của bị cáo. Khi xem xét hành vi, dù đủ cơ sở buộc tội các bị cáo tội cố ý làm trái và tham ô, các bị cáo đều không thừa nhận, các bị cáo chỉ nhận là thiếu kiểm tra, thiếu kiểm soát. Do đó, Viện Kiểm sát không cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trực tiếp bị cáo Đinh La Thăng chỉ định thầu cho PVC là có lợi ích nhóm. Viện Kiểm sát nhận định và không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Đinh La Thăng và các luật sư rằng chính phủ có văn bản chủ trương cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ định thầu cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí. Phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sáng 15 tháng 1 tiếp tục phần tranh luận. Sau khi lắng nghe bài bào chữa của các luật sư và bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đưa quan điểm đối đáp. Đối với phần bào chữa của bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các luật sư cho rằng việc chỉ định tổng thầu là theo chủ trương của Bộ Chính trị và được Chính phủ đồng ý, Viện Kiểm sát nói việc này không đúng. Viện Kiểm sát dẫn kết luận 41 của Bộ Chính trị cũng như văn bản trả lời của Chính phủ khẳng định không có dòng nào quy định Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ định Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí làm tổng thầu. Văn bản của Chính phủ chỉ nêu việc lựa chọn nhà thầu phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu. Như vậy, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, là cố ý làm sai. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Đinh La Thăng đã lợi dụng vị trí là người có trách nhiệm cao nhất của tập đoàn. Mặc dù biết rõ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí không đủ năng lực và kinh nghiệm, nhưng để giúp Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí, bị cáo đã lấy lý do sức ép về tiến độ, chủ động đề ra chủ trương và chỉ định Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí thực hiện gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trái với nghị quyết của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bị cáo còn chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ký hợp đồng EPC số 33 với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này tạm ứng cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí để bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí và đồng phạm tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí sử dụng không đúng mục đích gây thiệt hại cho nhà nước. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại rất lớn về mặt kinh tế cũng như xã hội. Nói về thiệt hại, luận tội cũng khẳng định ngoài việc gây thiệt hại ban đầu xác định được, việc làm trên của các bị cáo đã khiến dự án kéo dài gấp đôi thời gian, đội vốn đầu tư gần chục ngàn tỷ đồng, số tiền nếu phạt theo tiến độ của hợp đồng đã lên tới hàng trăm triệu đô. Khi có vốn tạm ứng thì các bị cáo sử dụng tùy tiện, trái nguyên tắc gây thất thoát lớn vốn nhà nước mà ở vụ án này do điều kiện thời hạn về tố tụng nên chưa kịp làm rõ. Đây cũng là sai phạm điển hình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong những năm vừa qua, thời điểm mà bị cáo Đinh La Thăng giữ trọng trách cao nhất của tập đoàn. Thực tế cho thấy, bằng việc đầu tư, góp vốn tràn lan, dàn trải, thiếu kiểm soát, mang tính lợi ích nhóm đã dẫn tới việc kinh doanh thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước hàng ngàn tỷ đồng ở nhiều dự án khác, đó cũng là tiền đề cho tham nhũng, lãng phí, thất thoát xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo Viện Kiểm sát, không những bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này mà còn kéo theo hàng loạt cán bộ, lãnh đạo chủ chốt từ tập đoàn tới các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị xử lý. Thiệt hại 119 tỷ đồng là có căn cứ. Về vấn đề Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí có sử dụng tiền đúng mục đích không? Tại phiên tòa, các luật sư cho rằng Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí không có thiệt hại vì toàn bộ số tiền này đã được thu hồi. Bản thân Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí là nguyên đơn dân sự cũng khẳng định không có thiệt hại vì toàn bộ số tiền gốc đã được thu hồi. Tuy nhiên,
Viện Kiểm sát cho rằng cần căn cứ theo quy định của pháp luật xem Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có được quyền tạm ứng tiền không? Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí có được sử dụng tiền này không? Thực tế là Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí không có tiền và việc cấp tạm ứng tiền cho Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí là sai. Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí sử dụng tiền sai mục đích hợp đồng là trái quy định của pháp luật. Thiệt hại được tính là thời gian chiếm dụng tiền xảy ra từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Cơ sở tính thiệt hại bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng tương ứng. Do đó, luật quy định, nếu tài sản bị xâm hại thì thiệt hại bao gồm cả lợi ích gắn liền với tài sản bị thiệt hại. Ở đây, thiệt hại của vụ án được tính chính là lợi ích gắn liền với tài sản. Do ứng tiền sai mục đích nên Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí không được phép sử dụng tiền trước tháng 11 năm 2011, khi Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí chính thức là tổng thầu của dự án này. Suốt thời gian này Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí chỉ hạch toán 206 tỷ đồng vào dự án cho đến 20 tháng 11 năm 2012, chủ yếu là chi phí quản lý vì chưa có thiết kế về kỹ thuật. Viện Kiểm sát đủ căn cứ buộc tội các bị cáo. Việc luật sư bào chữa cho rằng Thăng không chỉ đạo, không biết hợp đồng 33 sai, Viện Kiểm sát cho rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là tập đoàn do nhà nước quản lý, mục tiêu chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là phải kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn và hoàn thành các nhiệm vụ khác. Nhà nước là chủ sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc bị cáo Đinh La Thăng được giao nhiệm vụ làm chủ tịch hội đồng quản trị, sau này là hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là sự ủy thác của nhân dân cho bị cáo quản lý phần tài sản này, dù là tài sản lớn hay bé. Theo Viện Kiểm sát, qua thẩm vấn tại phiên tòa đã làm rõ trách nhiệm của bị cáo Đinh La Thăng, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thành viên khác trong việc này. Viện Kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố đã phân tích rõ, có đủ căn cứ buộc tội bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo về những hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này. Vai trò của bị cáo Trịnh Xuân Thanh bao trùm lên Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí. Viện Kiểm sát đã khẳng định như trên khi nói về hành vi cố ý làm trái của bị cáo Trịnh Xuân Thanh khi chỉ đạo ký hợp đồng 33. Phần bào chữa của luật sư cho bị cáo Thanh trước đó yêu cầu Viện Kiểm sát phải tìm ra chứng cứ chứng minh Thanh chỉ đạo ở chỗ nào. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, xuyên suốt ký hợp đồng, sử dụng tiền tạm ứng bao trùm lên tất cả là vai trò của bị cáo Trịnh Xuân Thanh khi đó đang là chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí. Đối với hành vi cố ý làm trái của bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Viện Kiểm sát trích lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, bản thân tôi cũng như các thành viên khác, Vũ Đức Thuận, đều nắm được hồ sơ đề xuất của tổng thầu để ký hồ sơ là chưa đủ căn cứ pháp lý. Lời khai của bị cáo Vũ Đức Thuận cũng thể hiện, việc ký hợp đồng 33 là thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, lúc đó Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí đang khó khăn về tài chính. Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí, khai, thời điểm đó, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí rất cần các khoản vốn, chính vì vậy anh Thanh và anh Thuận nhanh chóng chỉ đạo ký hợp đồng 33 ngay khi chưa đủ căn cứ pháp lý. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng làm rõ việc chỉ đạo sử dụng tiền sai mục đích của các bị cáo tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí mà người có vai trò chính là bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Các bị cáo nói bất ngờ vì bị nhận xét, quan co, chối tội. Phần luận tội của Viện Kiểm sát không chỉ đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù với ông Đinh La Thăng, chung thân, cả hai tội danh cho Trịnh Xuân Thanh và các mức án từ án treo đến mức 26 năm tù giam cho các bị cáo còn lại. Bản luận tội của Viện Kiểm sát còn kết luận ông Đinh La Thăng và nhiều bị cáo khác quan co chối tội. Điều này khiến cả bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo cho rằng bất ngờ, bởi bị cáo và luật sư cho rằng quá trình điều tra, họ hết sức hợp tác với cơ quan điều tra nên trong kết luận điều tra đều nhận định họ thành khẩn khai báo. Khi ra phiên tòa, họ đều muốn cung cấp thêm bằng chứng, tình tiết khẳng định sự không có tội của họ, hoặc để làm rõ thêm sự thật vụ án thì lại bị coi là quan co chối tội. Luật sư bào chữa cho ông Thăng cho rằng bản luận tội đã có những cáo buộc nặng nề và không nằm trong nội dung truy tố của cáo trạng như quy buộc ông Thăng lợi dụng cơ chế đặc thù để hưởng lợi ích nhóm. Theo luật sư, bản thân bị cáo Đinh La Thăng không được hưởng lợi gì trong vụ án này. Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng cách tính thiệt hại của vụ án hiện nay chưa chuẩn và cần phải tính toán lại, trong khi đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chưa xác định được thiệt hại của mình là bao nhiêu. Bị cáo buộc là làm sai,
đổ tội cho cấp dưới và chịu trách nhiệm người đứng đầu mà không chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bị cáo Đinh La Thăng đã tự bào chữa thừa nhận bị cáo thiếu trách nhiệm trong đôn đốc, bởi quá nôn nóng với tiến độ dự án mà thúc ép anh em khiến anh em bị vướng vòng lao lý. Đối với bị cáo, đó là điều vô cùng đau xót. Ông Thăng cũng xin nhận hết trách nhiệm của cấp dưới và xin tòa tha giảm nhẹ cho các thuộc cấp, đồng thời cũng mong tòa cho bị cáo hưởng mức án phù hợp để có ngày được trở về nhà, được sống những ngày cuối đời bên người thân. Được làm con ma tự do chứ không phải con ma tù, ông Thăng đã nghẹn ngào nói như trên trong phần tự bào chữa. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.